Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái cách làm lạp xưởng mới, đơn giản và nhanh có ăn, lạp xưởng khô. Thì đây mình dùng 1kg sáo thịt nạc. Thì mình chọn cái loại thịt nạc đùi nha. Thì các bạn mua xong á, rồi mình xay. Và xay thì các bạn nhớ mình đừng có xay nhuyễn quá ha, mình xay hơi to to một chút, xay hết cái phần thịt này. Quay qua đây thì mình dùng 400g mỡ, thì cái mỡ mà nó dính trong cái miếng đùi luôn á. Tiếp theo là mình chuẩn bị gia vị ha. Đây là rượu mai quế lộ, thì mình ớp cái nước này vô á, cái lạp xưởng nó sẽ thơm. Tiếp theo là một ống ấp xanh, mình sẽ dùng hai loại luôn để cho lạp xưởng nó thơm ngon. Và một muỗng cà phê muối hồng để tạo cái màu đẹp cho thịt, một muỗng cà phê, hai muỗng cà phê dung muối, hai muỗng cà phê bột ngọt. Tiêu thì mình dùng khoảng 3 muỗng cà phê ha. Rồi tỏi thì mình dùng một củ mình băm nhuyễn, 200g đường là mình lường bằng cái chén vậy nè, là còn chút xíu nữa mới được một chén á, đường cát. Rồi trước hết đó thì các bạn cho tiêu vô trong cái chảo nè, mình sẽ rang tiêu lên cho nó thơm. Nếu mà tiêu các bạn để mà không rang nó không thơm. Đây mình rang mà mình thấy nó nổi bốc bốc lên á và nó dậy cái mùi lên là được rồi. Tiếp tục mình cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho cái phần tỏi vô mình phi. Tỏi này các bạn cũng có thể thay thế bằng 1 muỗng canh bột tỏi. Mình phi cho tỏi nó vàng thơm. Rồi tỏi nó vàng vậy là được rồi các bạn ha, đừng có để lâu quá nó bị cháy là nó đắng. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp thịt nha. Trước hết á, thì các bạn lường bột ngọt ha. Mình cho vào đây 2 muỗng cà phê bột ngọt vậy nè. Và trong lạp xưởng thì các bạn không dùng nước mắm nha. Tiếp theo là muối, mình cũng dùng 2 muỗng cà phê. Và đây là muối hồng nè, mình lường bằng cái muỗng cà phê cho các bạn dễ nhìn ha. Một muỗng vậy đó. Rượu mai quế lộ, mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh rượu mai quế lộ. Nếu các bạn không dùng rượu mai quế lộ thì mình dùng 2 ống ấp xanh. Và nếu không có ấp xanh thì mình dùng 3 muỗng canh rượu mai quế lộ cũng được luôn, có thể dùng 1 trong 2. Đường thì mình cho vô thịt một phần, còn một phần thì mình để đây, chút nữa mình sẽ ướp vô mỡ. Cái dầu hành, dầu tỏi phi á, thì các bạn chỉ lấy cái phần nước dầu thôi ha, mình không cần lấy cái phần tỏi. Mình ướp cái nước vô vậy nè để cho cái thịt nó thơm á. Dầu tỏi phi này các bạn cũng có thể phi thêm hành tím nữa. Tiêu mình cho vô. Tiêu thì tùy các bạn á, muốn ăn ít hay ăn nhiều thì mình cho ha. Giống như nhà có bé ăn á, thì mình cho ít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bóp thịt. Bóp thịt cho nó đều gia vị luôn. Rồi mình bóp đều khoảng chừng 5-10 phút. Bóp xong hết thì gia vị nó ngấm đều vô thịt. Thì mình sẽ để thịt ở đây mình ướp nha. Các bạn sẽ ướp cái thịt này khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ cho nó ngấm gia vị. Tiếp theo thì mình chuẩn bị tới cái phần mỡ. Mỡ này các bạn rửa sơ với nước muối cho nó đừng có bị hôi. Rồi mình rửa sạch lại. Các bạn sẽ thái nó ra mỏng. Mỡ này á, nếu mà mình xay á, thì nó sẽ bị dụng á, cho nên là các bạn phải chịu khó mình cắt vậy nè. Mình cắt cho nó thật là nhuyễn luôn. Càng nhuyễn á, thì vô cái lạp xưởng nó càng ngon nha. Cắt nhuyễn xong thì mình sẽ cho nó qua cái thao nè. Rồi các bạn cắt cho hết cái phần mỡ. Mỡ đã xong rồi nè các bạn. Mình cắt xong rồi các bạn bầm á, mình băm sơ sơ cho nó nhuyễn, cho nó đều ra. Cái lượng đường còn lại mình cho vô đây luôn. Thì mỡ á, các bạn trộn với đường mình ướp để cho cái mỡ nó được trong á. Cái cục mỡ nó trong thì nhìn nó ngon hơn. Rồi mình đậy lại ha. Các
các bạn sẽ ướp đường. Và nếu có nắng thì mình đem phơi nắng. Mình sẽ phơi nắng khoảng 1 tiếng đồng hồ cho mỡ nó trong. Còn không có nắng các bạn cứ để trong nhà. Tiếp theo thì mình dùng đây là cái phèo á. Cái phèo già nha các bạn. Ngoài cái phèo thì các bạn có thể dùng ruột già, nhưng mà mình thấy ruột già nó dơ quá à, nên bây giờ mình dùng phèo. Các bạn kéo bỏ hết cái lớp màng ở bên ngoài nè. Thì một chùm phèo này khoảng nửa ký thôi. Mình làm kéo hết cái màng đó xong rồi mình rửa. Rửa rồi các bạn sẽ cạo nha. Mình cạo cho cái ruột ở trong á nó ra ngoài hết. Cái phần ở trong á là nó bị đắng á. Mình cạo rồi mình rửa. Các bạn cạo cho kỹ kỹ một chút. Đây mình cạo sơ rồi nè. Bây giờ mình cho muối vô mình bóp ha. Mình sẽ bóp muối rồi xả lại với nước. Xả sơ xong rồi các bạn cho nước vô trong cái phèo luôn. Để mình xả sạch ở trong á. Kéo nước ra bỏ ha. Cho nó sạch cái ruột luôn. Ở phía bên trong. Cho muối vô bóp tiếp. Bóp muối khoảng 2-3 lần vậy đó. Cho nó sạch cái chất nhớt. Xong hết thì các bạn dùng cái muỗng á. Mình cạo sơ lại một cái nữa nè. Là lúc này cái phèo nó trắng và nó trong khe luôn rồi nè. Sạch sẽ, không còn nhớt nữa. Các bạn làm kỹ á, thì lạp xưởng của mình giữ được lâu. Cũng như là nó không bị chua, không bị đắng. Rửa cho sạch. Rồi mình sẽ cho rượu trắng vô. Mình rửa sơ với rượu trắng một lần nữa. Rồi các bạn xả nước. Rồi vậy là xong rồi ha. Đây cái chén rượu còn lại nè. Mình sẽ thả phèo vô đây. Mình ngâm để đây. Quay trở lại thịt. Thì mình ướp được 1 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ bắt đầu mình đi làm được rồi đó các bạn. Mình trộn hai thứ lại được rồi. Mỡ mình cũng phơi nắng được 1 tiếng. Lúc này mỡ á, các bạn nhìn thấy nó trong rồi nè. Đó ở bên trên nó trong rồi ha. Thịt thơm lắm luôn rồi. Cái thịt mà các bạn cho muối hồng vô thì nó có cái màu hồng tự nhiên. Và muối hồng là muối được phép dùng trong thực phẩm, không có sợ bị độc hại nha. Mình dùng với liều lượng cho phép. Nếu không có muối hồng, các bạn có thể thay thế bằng dầu điều cho nó đỏ cũng đẹp nữa. Và mình trộn điều lên. Trộn điều xong là bắt đầu mình đi làm lạp xưởng luôn. Hôm nay thì mình dùng đây, cái đồ dụng cụ bóp lạp xưởng này nè. Cái này thì các bạn mua trên Shopee á. Cái phèo thì bây giờ mình sẽ vớt lên cho nó gáo rượu. Rồi mình gắn cái ống này vô ha. Mình làm cái này cũng dễ lắm. Nếu các bạn không mua cái này thì mình cắt cái nắp chai á. Mình bóp ra cũng được nữa. Làm cái này thì nó tiện hơn chút. Cho cái cọng vô. Nếu như không có dùng cái phèo này, các bạn cũng có thể mua cái ruột khô. Ruột heo khô người ta bán sẵn á. Mình cho vô. Cho mình chia ra mình cho ha. Cho nó đầy sao đừng có cho nó nhiều quá. Nhiều quá mình khó dặn lắm. Rồi dặn cho nó kín lại. Mình sẽ buộc cái mối của cái phèo lại nha. Để thân hồi bóp thịt ra nó chảy hết trơn á. Phải buộc lại. Rồi các bạn dặn từ từ vậy nè. Rồi thịt nó chảy ra. Dễ lắm. Mình dặn xuống cái. Mình lấy cái tay á. Mình kéo kéo cho thịt nó giãn ra. Nó chảy xuống dưới. Đây mình làm xong hết rồi nè các bạn. Còn chút xíu nữa là xong rồi đó. Bây giờ mình bóp ra cái nữa. Rồi xong rồi nè. Đó các bạn nhìn thấy những cái chiếc lạp xưởng ngon rồi nè. Rất là đều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ buộc nó lại ha. Làm bằng cái phèo á, thì nó hơi cong chút xíu. Còn các bạn làm bằng cái ruột khô á, thì nó thẳng băng à. Nhưng mà cái ruột khô nó to hơn cái phèo. Mình sẽ dùng những cái cọng dây chỉ nhợ này để mình buộc những cái khúc lạp xưởng.
các bạn canh ra mỗi một khúc khoảng chừng hơn một tấc vậy đó. Tùy theo các bạn thích cái chiếc là xưởng dài hay ngắn nữa. Mình thì thích nó dài dài à, nhìn thấy nó đẹp mắt hơn. Buộc cho nó chặt lại luôn ha. Rồi, mình buộc xong hết rồi nè. Bây giờ các bạn dùng cái cây tăm này nè, mình sẽ xăm vào trong cái chiếc lạp xưởng để khi mà mình phơi á, cái chất mỡ nó chảy ra ha, thì lạp xưởng của mình nó mau khô, nó không bị chua. Xăm đều hết luôn. Xăm cho đều hết. Rồi mình bắt một cái chảo nước nè, mình cho vô tí xíu rượu trắng. Đợi nước sôi lên, mình sẽ cho lạp xưởng vô mình trụng sơ. Mình trụng vậy á, là khi mình phơi á các bạn, chiếc lạp xưởng nó thơm và nó không có cái không có bị những côn trùng nó bu nữa. Mình phơi có cái mùi rượu á, rùi nó không có bu. Và nó sạch sẽ nữa. Rồi mình chỉ cần trụng sơ thôi, mình vớt lên liền, không có để lâu ha. Rồi xong hết rồi, mình sẽ đem phơi nắng nha. Các bạn phơi khoảng 2 cho đến 4 ngày hoặc là 5 ngày tùy theo nắng nhiều hay nắng ít nữa. Phơi đến khi nào nó khô quá thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ để đây mình phơi. Đây chiếc lạp xưởng của mình đó các bạn, mình phơi hôm nay nữa là được 4 ngày rồi đó. Các bạn nhìn thấy nó đỏ đẹp rồi ha. Bây giờ mình lấy vô được rồi. Mình đã lấy vô những hết những cái chiếc lạp xưởng rồi nè, các bạn nhìn thấy nó lên màu đẹp ha. Nó có được cái màu đỏ tự nhiên. Bây giờ sẽ cắt ra. Mình sẽ cắt ra hai chiếc dính nhau ha, để mình dễ bảo quản. Rồi xong rồi nè, các bạn nhìn thấy ngon rồi ha. Nó đỏ và nó đẹp nữa. Những cái chiếc lạp xưởng đều nhau. Rồi bây giờ sẽ đi chiên. Mình sẽ chiên bằng nước. Cho vô chút xíu nước. Các bạn chiên theo cái cách này á, lạp xưởng nó chín đều và nó ngon nữa. Còn nếu mà chiên bằng dầu á các bạn, nó dễ bị chín áp á. Sôi lên thì các bạn trở bề. Mình chiên giống như là mình luộc nước á. Mình chiên một hồi thì bắt đầu cái phần nước nó đã bay hơi hết rồi. Lúc này là chỉ còn cái phần mỡ nó ra thôi. Và mình chiên cho nó vàng lên. Chín rồi đó các bạn. Nhìn ngon rồi ha. Nó lên hồng. Ửng hồng luôn. Rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cắt lạp xưởng ra cho các bạn cùng xem nha. Lạp xưởng nó có nhiều thịt, nên mình cắt vô có cảm giác nó cứng tay hơn so với lạp xưởng mỡ nhiều. Rồi xong rồi. Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức cái món lạp xưởng khô với công thức đơn giản. Lạp xưởng thì thịt và nạc và mỡ nó đều nhau nha, nó xen kẽ nhau rất là đều chứ không có bị quá mỡ. Và nếu nạc nhiều quá thì lạp xưởng của mình nó dễ bị khô. Mình thấy rất là ngon luôn các bạn. Gia vị niêm dừa nè, nó có cái độ ngọt, thơm, không có bị mặn nha. Mình niêm rất là dừa luôn. Ăn lạp xưởng thì các bạn ăn vô mình thấy nó ngọt là nó ngon à. Và nó có cái độ thơm. Và những cái chiếc lạp xưởng này các bạn sẽ cho vô trong túi ni lông. Mình sẽ bảo quản ở trong ngăn mát tủ lạnh. Mình ăn được vài tháng luôn. Hoặc là các bạn có thể phơi thêm 2-3 ngày nữa để mình để bên ngoài. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Like và chia sẻ những video của mình nữa.